tình yêu, rất vui khi gặp bạn tình yêu ở trong chuỗi video những từ khóa tâm đắc nhất trong một học Focus on Excellence. Và từ khóa thứ ba mà mình muốn mang tới cho các bạn đó chính là từ khóa lừa dối. Các bạn có biết rằng sự đánh lừa tinh vi nhất của bộ não đó chính là nó thuyết phục bản thân mình rằng bản thân mình không hề bị nó đánh lừa, cũng như là không bị nó lừa dối. Và bạn có đang thực sự là một người tỉnh thức trong mọi vấn đề hay không? Bạn có chắc chắn rằng bạn đang không bị bộ não đánh lừa hay là bị chính bản thân mình đánh lừa mình hay không? Bạn có bao giờ gặp tình huống bạn tất cả mọi thứ hiện vật nó đang ở ngay trước mắt bạn nhưng mà bạn không thể nhìn thấy nó, cũng như là không thể cầm vào nó, và ngược trở lại, hay là nói một cách theo hướng khác, đó chính là khi mà bạn tin tưởng vào một cái thứ gì nó tồn tại thì dù nó tồn tại đi chăng nữa thì ý thức của bản thân, chính bản thân của bạn cũng đánh lừa bạn rằng nó tồn tại theo thứ, theo ý mà bạn đang muốn. Vậy thì thứ mà bạn đang nghĩ, những điều mà bạn đang làm có thực sự nó là một điều đúng đắn và nó có bị tác động bởi suy nghĩ cũng như là tác động bởi bộ não của chúng ta hay không? Cách của chúng ta nó đều dựa vào ý thức cũng như là việc mà mình quan sát cái hiện thực khách quan ở bên ngoài. Vì vậy bạn phải luôn luôn nhớ rằng đừng bao giờ tin tưởng một thứ gì đó một cách tuyệt đối vì chưa biết rằng được đó chính là thứ đó có đang bị bộ não hay là đang bị chính bản thân bạn đánh lừa hay không. Bye bye.